Chính phủ Mỹ ngày hôm qua kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và quay lại đối thoại sau khi quân đội Triều Tiên tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn pháo ở vùng biển Tây Nam của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Mỹ nêu rõ Washington không có ý định thù địch với Triều Tiên và Bình Nhưỡng cần tham gia vào các cuộc thảo luận thực chất về xác định cách thức quản lý rủi ro quân sự và kiến tạo hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên bắn gần 200 quả đạn pháo vào vùng biển gần các đảo của Hàn Quốc. Bình Nhưỡng sau đó khẳng định cuộc diễn tập bắn đạn thật này không gây ảnh hưởng kể cả gián tiếp đến các đảo của Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả cứng rắn tương xứng với các hoạt động quân sự của Hàn Quốc và Mỹ gần đây.